Xin chào mọi người, mình là Stu, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Lâu lắm rồi mình mới quay lại một video về ngoại ngữ ấy. Không biết là kỳ nghỉ hè của các bạn như thế nào rồi? Các bạn có được đi du lịch không hay là phải ở nhà học hè sau 2 năm đại dịch? Hè rồi tụi bay ơi, tao nghĩ cái viễn cảnh mà ngày nào cũng qua nhà nhỏ bạn thân, uống trà sữa, ăn bánh tráng, coi phim Hàn Quốc khóc hu hu là tao thấy vui rồi. Trời ơi, tao còn vui hơn nữa. Tao vui ấy, bởi vì tao đi du lịch với ba má tao sau 2 năm đại dịch. Ủa, sao mấy bạn sướng quá vậy? Làm gì có sướng ba. Biết sao không? Do nghỉ hè có nhiều thời gian, có nhiều thời gian để nghỉ ngơi nhiều quá cũng mệt. Thì bọn mình còn đi học nè, còn đi làm thêm nè, còn cải thiện nè, còn học ngoại ngữ nè. Tụi mình chia làm ba nhóm. Nhóm đầu tiên là học hè muôn năm. Nhóm thứ hai đó là học cải thiện. Học cải thiện nghe hơi ghê nhưng mà thực ra mọi người học ngoại ngữ và học những cái môn đang còn hơi yếu của năm trước ấy, để năm nay cải thiện và tốt hơn. Còn nhóm thứ ba là du lịch đi chơi, nha dâu mới được đi chơi thôi. Là mình nói về cái nhóm cải thiện nha. Nhóm cải thiện là các bạn học yếu và học không tốt môn đó, hoặc là các bạn đang yếu môn đó trầm trọng, hoặc là bị mất gốc môn đó, thì các bạn cần phải luyện tập trong hè để năm sau các bạn học tốt hơn. Các bạn phải lên kế hoạch 1 tháng, 2 tháng để lấy lại kiến thức gốc, để khi mà các bạn vào năm học á, các bạn sẽ hiểu môn đó hơn và học tốt môn đó hơn. Như là học tiếng Anh này, học các môn tự nhiên. Còn đừng có mà lướt tấp nhiều nha, là out luôn đó. Để cải thiện một ngôn ngữ thì mọi người tìm trên trang web rất là nhiều cách làm sao mà để học tiếng Anh từ số 0. Mọi người cần phải hiểu rằng học tiếng Anh từ số 0 là các bạn không biết một chữ gì về tiếng Anh, không biết gì về tiếng Anh luôn. Đó là tiếng Anh từ số 0. Còn nếu như mà các bạn học tiếng Anh rồi ấy, sau đó các bạn quên ấy, đó là mất gốc nha mọi người có thể ôn lại được. Mọi người cần hiểu rõ là nếu như các bạn biết có từ vựng rồi ấy, các bạn yếu mà các bạn quên thì các bạn có thể học tiếp lên. Còn nếu như mà các bạn chưa biết ấy, chưa biết gì về tiếng Anh thì có thể là thực hiện thử thách 30 ngày học tiếng Anh của mình ở video này nhé. Thật là vô lý, thật là quá đáng ở cái thời đại này mà không biết tiếng Anh á. Thôi đi về chăn bò đi. Nhưng mà mình nói thật với mọi người, có rất là nhiều bạn hoặc là có rất là nhiều người tiếp xúc với tiếng Anh rồi. Nhưng mà như mình ở trường ngày trước ấy mọi người, mình đi học, mình biết tiếng Anh, mình học các unit thì vậy thôi. Xong đi làm bài như kiểu là con vẹt ấy, học chứ có biết dịch nghĩa như thế nào đâu. Sự thật thì mất lòng, nhưng mà đó là sự thật với mọi người. Nếu như mọi người đang chăn trở việc học tiếng Anh từ số 0 thì hãy theo chân và thử thách 30 ngày học tiếng Anh từ những điều cơ bản nhất cùng Sô nha. Với ngày đầu tiên mà mặt các bạn sệ có vậy, cười lên cái coi. Thì cười lên thật tươi thì da mặt nó hồng hào thì mới học vào chứ. Ngày đầu tiên cứ làm quen, học bảng chữ cái, lên YouTube search A, B, C, D, hát cho quen cái miệng đi. Ngày thứ hai thì ôn lại, xong rồi học số đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ngày thứ ba với ngày thứ tư cứ tải một cái app về. Ở trên điện thoại ấy, ai cũng có điện thoại smartphone rồi. Không có điện thoại thì học trên máy tính. Tải một cái app về DapDrop và Duolingo đấy. Học những từ đơn giản ở trong đấy, cứ không cần học đâu, cứ làm quen trước đi, cứ quen đã, không lại chán xong lại bỏ, không làm được gì cả, cứ bắt đầu cho quen rồi sau này nó sẽ ghiền thôi. Và ngày 5, ngày 6, ngày 7 vừa học vừa chơi qua app ngoại ngữ, và mỗi ngày thì học 10 danh từ, là 3 ngày là học 30 danh từ rồi, như vậy là hơi bị nhiều đấy. Đến ngày 8, ngày 9 và ngày 10 thì mỗi ngày học 10 động từ một ngày, là 3 ngày là có 30 từ rồi. Lý do tại sao học động từ? Học danh từ phải học động từ chứ ba. Đến ngày 11 là sẽ ôn lại toàn bộ danh từ, toàn bộ động từ và các từ đã học ở trên app. Trên app thì các bạn học bài nào thì các bạn nhớ từ vựng bài đó, thì các bạn list ra một danh sách dài luôn. Đến ngày 12 sẽ học đại từ xưng hô hay là nhân xưng, I will do day he sees. Và đến ngày 13 thì các bạn đã có động từ và danh từ rồi, thì các bạn sẽ ghép câu, những cái câu đơn giản để các bạn có thể nói với mọi người. Với những cái câu đơn giản như là chủ ngữ cộng động từ, chủ ngữ cộng động từ cộng tân ngữ. Đấy, mấy câu đơn giản như là I go to school, những câu đơn giản thôi như là I eat, I go, cứ quen dần với mọi người. Đến ngày 14 và ngày 15 thì sẽ học 20 tính từ, 10 tính từ một ngày. Và đến ngày 16, 17 thì học 20 trạng từ. Sau đó ngày 18 thì các bạn sẽ chuyển qua ghép câu. Ghép câu đơn giản thôi mọi người, ví dụ là chủ ngữ cộng động từ cộng trạng từ này. Đấy, kiểu đơn giản như vậy thôi. Sau đó lấy ví dụ ra để các bạn hiểu được cái việc mà các bạn từ mới ấy, mọi người. Đến ngày 19, tôi xin trân trọng thông báo
Hôm nay tôi đã bước qua một trang sử mới, biết một chút về tiếng Anh. Tôi sẽ có thể học từ mới, học cụm từ ở trên mạng, ở trên web, ở trên điện thoại, ở trên từ điển. Và tôi có thể ghép câu đơn giản được rồi. Và qua ngày 20, tôi sẽ học thì hiện tại đơn và thì khóa cứ đơn. Dạ, tôi xin kính thưa, quý vị chỉ học 2 thì thôi nha. Quý vị học quá nhiều thì là quý vị sẽ bị loạn. Quý vị cứ từ từ thôi, sau đó học thử, sau đó lấy ví dụ và ôn lại toàn bộ bài giùm tôi. Và đến ngày thứ 21 là ngày cột mốc thực hiện mục tiêu và thói quen. Tôi sẽ học 20 từ mỗi ngày. Đến ngày 22 buổi sáng tôi sẽ ôn lại toàn bộ những cái bài mà tôi học từ ngày 1 đến ngày 21. Và chiều tôi sẽ coi phim Upin hoặc là Adventure Time. Đây là những cái phim dành cho những bạn chưa biết về tiếng Anh, giống con nít vậy đó. Và đến ngày 23, chưa biết gì về tiếng Anh, vứt mấy cái sách dịch thuật đi, từ từ. Lấy cái sách unit mà học tiếng Anh ra đó, của mấy bạn đó. Cứ đọc đi, đọc lại đi, dịch quen đi, dịch riết là thấy vui à, là quen thôi. Đến ngày 24 á, là học cụm từ vựng, những cái cụm từ mà hay dùng á, cứ học cụm từ nhiều vào sau này á, dễ dùng hơn á. Đến ngày 25 nè, là ôn bài, chỉ có ôn bài ngày đó thôi. Đến ngày 26 là học về màu sắc này, phương tiện trường học. Học về từ vựng với mọi người, ví dụ như là flag nè, white nè, blue nè. Và các nhóm từ vựng này thì sẽ dễ nhớ hơn bởi vì nó sẽ theo cụm á. Đến ngày 27 á, thì học thêm thì, nhưng mà học thì vừa vừa thôi, chứ không hóa điên hóa rồ hết lên, cứ từ từ thôi. Học mấy cái thì bình thường thôi, như là mấy cái thì hiện tại á, còn khóa khứ cứ từ từ. Còn đến ngày 28 á, là học từ vựng. Có từ vựng rồi á, thì sẽ ghép câu. Và có một ít cụm từ á, thì các bạn sẽ bắt đầu ghép lại cái câu á, sau đó viết thử nhật ký nha. Viết và nói thử. Khi mà có bạn biết một chút mới các bạn viết và các bạn nói. Đến ngày 29 á, là ôn lại toàn bộ những cái gì mà các bạn học từ ngày 1 đến ngày 28. Và lọc hết tất cả những cái từ vựng mà các bạn có thể nhớ. Và học lại và ôn ở trên app luôn. Thì đó thì các bạn có một tổng thể, một cái kiến thức rất là lớn. Các bạn nhớ được rồi. Và đến ngày 30 á, thì các bạn chỉ cần tắm ngôn ngữ, có nghĩa là các bạn đã rèn luyện 30 ngày rồi á, thì đến ngày thứ 30 á, thì các bạn học cứ thế, ngày nào cũng vậy, cứ nào cũng vậy. Thế là một năm 365 ngày, ngày nào cũng dành ra 30 phút hay là 15 phút, tùy theo thời gian của các bạn, là các bạn đã có thời gian học ngoại ngữ rồi. Và các bạn có thể nghe nhạc, hát, xem phim, nhảy đi nhảy lại, quen thôi. Thế là các bạn có thể học tiếng Anh rồi. Và còn muốn học cao, học giỏi hơn nữa thì đó là do các bạn, do bản thân của các bạn cần phải luyện tập. Chứ không có thể coi một video mà các bạn có thể học được tiếng Anh. Tiếng Anh nó nhảy vô đầu bạn ngay lập tức được, các bạn phải thông minh lên. Nói chung là các bạn phải cố gắng rèn luyện mỗi ngày. Cảm ơn mọi người đã xem hết video và cố gắng thực hiện 30 ngày thử thách để học tiếng Anh cùng mình. Cảm ơn mọi người, nhớ like, subscribe để ủng hộ channel của mình nhé. Cảm ơn.